Hôm trước mình đã mở một cuộc bỏ phiếu xem anh em muốn chúng mình mua bộ pickup như thế nào và mình thấy có vẻ anh em quan tâm rất nhiều vào tầm giá dưới 9 triệu đồng. Vậy hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em một bộ pickup đúng dưới 9 triệu đồng. Thường dưới 9 triệu đồng anh em hay có combo như sau: chip Pendulum với 1050 hoặc Ryzen 5 3400G. Nhưng mà bộ pickup ngày hôm nay mình mang tới còn hơn thế nữa, với chỉ 9 triệu đồng anh em sẽ có RX 570 4GB. Về sức mạnh tổng thể thì sẽ mạnh ngang với 1060 3GB. CPU cũng gọi là quốc dân trong tầm giá, đó chính là i3-9100F với 4x4 luồng xung nhịp tối đa đạt 3.6GHz. Bo mạch chủ có tên mã là AXB365M V5 với rất nhiều công nghệ hay ho theo kèm, đặc biệt là khả năng kháng bụi bẩn và độ ẩm. Với các bộ PC dưới 9 triệu đồng được trang bị sẵn card đồ họa, đa số anh em sẽ chỉ được lắp sẵn một thanh RAM 4GB và không có SSD theo kèm. Tuy nhiên với bộ pickup mình đang có ở đây, anh em sẽ được lắp sẵn một thanh RAM 8GB đến từ Kingston HyperX và một SSD 120GB. Dung lượng 120GB có lẽ là hơi ít nên mình khuyên anh em mua thêm một ổ HDD 1TB. Với mức giá và cấu hình hấp dẫn như vậy rồi thì anh em cũng không nên đòi hỏi quá nhiều vào vỏ cây được. Nên vỏ cây mình lựa chọn ở đây là game Mark với hai mặt được làm bằng mica. Có lẽ nhiều anh em cũng đang phân vân về sức mạnh của em nó. Để giải đáp thắc mắc đó thì ngay bây giờ mình sẽ gửi tới cho anh em phần trải nghiệm hiệu năng của bộ máy này. So many times I thought you'd leave me. Đầu tiên sẽ là tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Sau khi bật mắc tất cả các setting trên độ phân giải Full HD thì FPS luôn trên 100. Ngay cả những pha giao tranh tung skin liên tục cũng không thể làm khó được bộ máy này. Tiếp theo là CSGO, một tựa game không yêu cầu quá cao về phần cứng mà chỉ thiên về CPU, thì khi max setting FPS sẽ luôn trên 100, giúp anh em vẩy súng mà không sợ giật lag. Một tựa game cũng không quá mới nhưng sức hấp dẫn thì không cần phải bàn cãi, đó chính là GTA 5. Với mức 2 setting thì FPS sẽ loanh quanh ở mức 40-60 FPS, anh em có thể hạ về mức normal để chơi mượt mà hơn. Khi mình bật thử Ultra Setting thì có vẻ như đã hơi quá sức với bộ máy khi FPS chỉ loanh quanh ở mức dưới 50. Còn khi chuyển về 2 Setting thì cũng chỉ loanh quanh ở gần 60 FPS ở những nơi có nhiều cảnh vật. Và mình lại hạ xuống Medium Setting thì ngay lập tức FPS nhảy lên trên 70. Mình khuyên anh em nên chơi PUBG ở mức thiết lập này. Còn tựa game Shadow of Tomb Raider thì sao? Với thiết lập normal thì sẽ luôn trên được 60 FPS. Ở một vài khung cảnh sẽ bị drop nhẹ xuống dưới 50 nhưng hoàn toàn ổn để trải nghiệm. Nhiều anh em khi mua card của AMD luôn quan tâm đến nhiệt độ đúng không? Mình cũng đã test qua Fermax để xem nhiệt độ của RX 570. Đầu tiên, mình sẽ stress test RX 570 trong điều kiện phòng điều hòa và mở nắp cây thì nhiệt độ chỉ loanh quanh ở 72 độ. Còn khi mình đóng nắp cây và stress test thêm cả CPU để tăng nhiệt thì cũng chỉ dừng lại ở mức 76 độ. Quá lý tưởng và mát mẻ để sử dụng trong thời gian dài. Tổng kết lại thì như mình nghĩ, với chỉ 9 triệu đồng bỏ ra anh em sẽ nhận được một PC quá là tuyệt vời. Anh em thấy sao về bộ pickup này? Hay cũng muốn chúng mình làm thêm về bộ pickup nào nữa? Đừng quên để lại ý kiến ở mục bình luận của video. Và bộ pickup dưới 9 triệu đồng sẽ có số lượng giới hạn thôi. Cho nên anh em hãy nhanh chân tới showroom của Anh Pháp Cung Motor để mua ngay không hết nhé.